với Hoài Tây kể chuyện Bác Hồ với Thiếu Nhi, Thiếu Nhi với Bác Hồ. Lời đầu tiên, em xin chúc đến ban giám khảo, quý đại biểu, quý thầy cô lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc Hoài Tây thành công tốt đẹp. Dù bác đã đi xa, nhưng người để lại cho nhân loại một di sản văn hóa vô cùng quý giá, đó chính là tấm gương đạo đức sáng ngời. Những câu chuyện về bác dù là giản dị nhất cũng trở thành bài học sâu sắc cho chúng ta. Bác dành tình yêu thương cho tất cả mọi người, cho già, trẻ, gái, trai, cho miền xuôi cũng như miền ngược. Câu chuyện Bác Hồ để thích người nghèo được trích trong cuốn tiểu thuyết Bác Hồ, nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội năm 1988. Kể về câu chuyện Bác Hồ để thêm gia đình chị Chín, một gia đình nghèo tại thành phố Hà Nội vào Tết Nhâm Dần năm 1962, khiến người đẹp không khỏi chấn động bởi tấm lòng yêu thương con người của bác. Như lời Tố Hữu đã viết: Bác ơi, tôi đã quên con thế, ôm cả lâu xong rồi giết người. Tối ngày từ Tết Nhâm Dần năm 1962, đường phố Hà Nội mưa rít kinh kinh, xe ô tô đưa bác đến đầu phố Lý Thái Tổ thì dừng lại. Bác đã tìm chọn một gia đình nghèo có nhiều khó khăn để đến thêm về trước Tết. Chồng chị Chín chết và để lại ba đứa con nhỏ. Chị không có công việc ổn định, cũng có việc gì làm việc đó để kiếm tiền nuôi con. Bác bước vào nhà, chị Chín sửng sốt nhìn bác. Chiếc đòn gánh vỏng rơi khỏi vai chị, chiếc thùng xếp rơi xuống đất kêu lộn xộn. Mấy cháu nhỏ kêu lên: Bác, Bác Hồ! Rồi chạy lại quanh bác. Lúc này chị Chín mới như chợt tỉnh. Chị chạy tới ôm chầm lấy bác, rồi bỗng nhiên khóc nức nở. Tôi vai gầy xuống làm áo nâu bạc rung lên từng đợt. Bác đứng lại, hai tay người nhẹ nhẹ vuốt ra với chị Chín, chờ cho chị bớt xúc động. Tuy cố nén, nhưng chị Chín vẫn không ngừng thổn thức. Chị nói: Có bao giờ chủ tịch nước lại tới thăm nhà chúng con, và bây giờ mẹ con chúng con lại được thay bác ở nhà. Con cảm động quá, mừng quá, thành ra con khóc. Bác nhìn chị Chín, nhìn cái chết một cách chiều mến và bảo: Bác không có thêm những người giúp mẹ con thiếu thì thêm ai? Người xóa đào các cháu và cho các cháu kẹo, rồi hỏi chị Chín: Thiếm hiện đây làm gì? Dạ thưa bác, cháu là phố cô vết ở bên Diễn Hạ. Như vậy là làm công dân chứ, sao lại gọi là phố? Bác hạ, cháu trốn biết miệng như trước kia ạ. Thiếm còn chưa có công việc ổn định à? Dạ, cháu đã ngoài 30 tuổi, lại kém văn hóa, nên tìm việc có nghề nghiệp cũng khó. Nói tới đây, bác quay sang nhìn đồng chí phó bí thư thành ủy và đồng chí chủ tịch ủy ban hành chính thành phố Hà Nội. Bác lại hỏi: Mẹ con Thiếm có bị đói không? Dạ thưa bác, hồi ta còn ở đây thì dẫu có cả bố cháu cũng vẫn đói ạ. Nhưng đói thì không ngại, rét cũng không lo, xem việc chi tiêu thì còn chắc chiêu lắm ạ. Nói tới đây chị lại rơm rớm nước mắt. Bác chỉ vào cháu lớn nhất và hỏi: Cháu có đi học không? Dạ thưa bác, cháu đã học lớp 4 ạ. Cháu mới vất vả lắm, sáng đi học, chiều về phải trông các em, và đi bên kia phải bán hành ra để đỡ đằng cháu. Còn cháu thứ hai học lớp 3, cháu thứ ba học lớp 2. Dạ, khó khăn nhưng vợ chồng cháu trước đã dốt rác, nên mình phải cố cho các cháu đi học. Bác hỏi thật lòng, người âm thầm nhận dò việc làm ăn và việc học tập cho các cháu. Dần dần trong ngõ đã tới quấy mòn chút xanh,
Bác bước ra, theo khỏi và chúc tất bà con. Mọi người cùng mẹ con chị Chín theo tiền bác ra xe. Khi chiếc xe từ từ lên bánh, quái mẹ con chị vẫy chào bác. Góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp văn minh. Con chị của em lên đây.